chúng ta không biết được là nên mua một chiếc máy rung hút bụi có cả trong nhà hay là chúng ta sẽ mua một chiếc máy rung hút bụi chỉ có hút bụi, hay chúng ta sẽ chọn một giải pháp chuyên sâu hơn là một chiếc máy robot chuyên hút bụi và một chiếc máy robot chuyên lau nhà. Thì tất cả những thắc mắc này sẽ có trong video của robot bụi.vn hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ đi đến với cái phần cái ưu điểm của việc sử dụng một cái chiếc máy robot hút bụi mà chỉ có hút bụi. Thì tất nhiên các bạn đều biết rằng là cái nguyên nhân của việc bụi bẩn ở trên sàn thì là rất cần một cái máy robot hút bụi có khả năng hút bụi tốt nhất. Thì với cái việc mà sử dụng một chiếc máy robot hút bụi chuyên hút bụi thì sẽ đem lại hiệu quả làm sạch bụi cao nhất. Nhưng vấn đề là nó sẽ không có lau nhà, thì không có lau nhà thì chúng ta sẽ phải tự lau. Và nếu như mà các bạn định sử dụng cái giải pháp mà chỉ sử dụng máy rung hút bụi thì chúng ta sẽ phải chú ý đến việc là cái việc lau nhà thì chúng ta sẽ vẫn phải lau. Chỉ có điểm khác biệt là chúng ta sẽ không cần phải quét dọn nhà nữa. Còn nếu như chúng ta sẽ sử dụng một cái giải pháp chuyên sâu hơn là một chiếc máy robot chuyên hút bụi và một chiếc máy robot chuyên lau nhà thì sẽ đem đến cho chúng ta một cái giải pháp làm sạch chuyên sâu hơn nữa, và nó là một cái giải pháp làm sạch chuyên sâu nhất bây giờ. Thì đầu tiên thì mình sẽ so sánh cho các bạn thấy là một chiếc máy robot hút bụi mà chuyên hút bụi nó sẽ khác với một chiếc máy robot hút bụi kèm lau nhà ở cái điểm gì. Thì hầu hết các máy robot hút bụi mà có kèm lau nhà bây giờ thì đều có khả năng làm sạch rất là tốt. Tuy nhiên nếu để so sánh với một chiếc máy robot hút bụi mà chuyên hút bụi thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế mà sẽ không thể bằng được. Ví dụ như cái hệ thống hút nó sẽ rất là toàn diện. Bạn có thể nhìn đây là một chiếc máy của iRobot. Thì cái hệ thống hút nó sẽ sử dụng hai cái cuộn cao su. Và ở đây là chỉ có một cuộn chổi lông thôi. Và kết hợp với cao su thì cái khả năng mà trà sát ở dưới sàn nó sẽ hạn chế hơn so với một cái máy của iRobot là máy chuyên hút bụi. Tất nhiên thì với cái hệ thống có thêm phần lau nhà nữa thì cũng sẽ giúp cho cái công đoạn làm sạch được tối ưu hơn. Thì thực tế thì với những gia đình mà có cái lượng bụi nhiều hoặc ở những cái môi trường có cái mức độ bụi, có cái lượng bụi mà nó bám dính ở dưới sàn nhiều thì chúng ta vẫn nên chú ý đến cái giải pháp là sử dụng một chiếc máy robot hút bụi chuyên hút bụi. Và cái yếu tố thứ hai của một chiếc máy robot hút bụi chuyên hút bụi thì đó chính là yếu tố về cái việc làm sạch kỹ và độ bền. Thì cái độ bền của một cái chiếc máy robot hút bụi chuyên hút bụi bao giờ cũng sẽ hơn với một cái chiếc máy robot hút bụi mà có cả lau nhà rồi. Đấy, và như vậy thì với những nhà mà có cái lượng bụi bám dính ở trên sàn nhiều, hoặc là cái sàn bị ẩm thấp nhiều, hoặc nhà chúng ta có nhiều tầng thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc đến việc lựa chọn một cái chiếc máy mà chuyên chỉ có một chức năng thôi. Nhưng mà với cuộc sống hiện đại bây giờ thì đa phần nhà chúng ta thì sẽ sử dụng sàn gỗ và nhà chung cư, thì cái việc mà lựa chọn robot hút bụi có cả lau nhà là một xu hướng mà tất yếu rồi. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ phân tích là một cái lựa chọn chuyên sâu hơn là chúng ta sử dụng một cái máy hút bụi riêng và một cái máy lau nhà riêng, nó sẽ có ưu điểm gì và có nhược điểm gì so với việc chúng ta sử dụng cái máy mà có cả hút bụi cả lau nhà. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ đến với cái giải pháp robot hút bụi kết hợp robot lau nhà của iRobot. Thì cái đầu tiên thì chúng ta đều nhìn thấy cái nhược điểm của cái việc sử dụng hai chiếc máy robot hút bụi lau nhà tách biệt nhau là chúng ta phải sử dụng hai máy, và cũng đồng nghĩa với việc là kinh tế chúng ta phải chi trả số tiền có hai máy. Và những cái việc đi theo sau đấy nữa, như chẳng hạn như chúng ta sẽ phải thay thế phụ kiện, thì thay vì việc mà chúng ta bảo dưỡng và thay thế cho một máy thì khi sử dụng hai máy riêng biệt thì chúng ta sẽ phải phục vụ cho cả hai máy, và đấy cũng sẽ là những cái vấn đề nó sẽ liên quan đến kinh tế. Còn tất nhiên là cái hiệu quả làm sạch thì mình có thể chắc chắn rằng bao giờ một cái chiếc máy mà làm chuyên một việc thì nó vẫn hơn. Có một vấn đề nho nhỏ là vấn đề về diện tích và cái cách mình sử dụng. Thì đối với những nhà mà sử dụng robot hút bụi riêng và robot lau nhà riêng thì
Nếu như mà nhà chúng ta là nhà chung cư thì các bạn hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ bị chiếm dụng diện tích, vì hai cái máy này nó đặt vào nhà thì nó sẽ chiếm dụng diện tích hơn so với một máy. Đấy là vấn đề đầu tiên. Vấn đề tiếp theo nữa là nếu như nhà chúng ta có nhiều tầng thì chúng ta sẽ gặp vấn đề nó còn bất tiện hơn, là mỗi một lần mà chúng ta muốn hút vào nong là hai cái bước riêng biệt, thì chúng ta thường xuyên là phải bê máy hút lên rồi lại bê máy hút xuống, bê máy nong lên rồi lại bê máy nong xuống từ tầng này đến tầng kia, thì cái công việc mà bê đi bê lại nó cũng rất là bất tiện. Thì thông thường đối với cái giải pháp robot hút bụi riêng và robot nong nhà riêng, nó sẽ phù hợp hơn cho những nhà có diện tích lớn hoặc siêu lớn, và cho những cái nhu cầu làm sạch vô cùng kỹ. Tất nhiên mình cũng không nói đến việc mà một chiếc máy robot nong nhà có cả hút bụi làm sạch kém hơn. Thực tế thì bây giờ với sự phát triển của công nghệ thì robot hút bụi có cả nong nhà nó đã đạt đến mức độ làm sạch theo mình là rất là tốt, có thể là ngang ngửa đối với một cái giải pháp mà sử dụng hai máy. Thì mình có thể chứng minh cho các bạn thấy là bây giờ trước khi mà đi đến cái phần robot hút bụi có cả nong nhà thì mình sẽ phải xem là thực tế là robot bụi mà có cả nóc nhà thì sẽ không phải là loại nào cũng giống nhau. Có những loại là mình có thể chia ra làm hai loại, một loại là hút bụi và nóc nhà kết hợp, và một loại là nó gọi là 2-in-1, tức là 2 trong 1, và một loại là hút bụi và có cả nóc nhà, tức là nóc nhà sẽ là một chức năng đi kèm. Thì hầu hết những cái máy cao cấp bây giờ ấy, đều đạt được đến cái trình độ chất lượng là robot hút bụi và nong nhà 2 trong 1 rồi. Và ở trên tay mình sẽ đưa cho các bạn xem một cái sản phẩm robot hút bụi này mà có kèm nong nhà thôi. Tại sao mình lại gọi nó là kèm nong nhà? Bởi vì thứ nhất ấy, là cái phần hút là cái phần quan trọng nhất. Thì bạn có thể để ý thấy là cái máy này nó mỏng hơn những cái dòng máy khác, do vậy là cái động cơ hút nó cũng sẽ có cái lực hút kém hơn, dẫn đến là cái khả năng làm sạch nó cũng kém. Tiếp theo nữa thì cái phần nong nó chỉ là một cái phần gắn thêm ở trên máy này, và nó cũng có thể là nó sẽ không có cấp nước hoặc là cấp nước rất là ít, thì đấy là hạn chế của cái máy robot hút bụi kèm nong nhà. Chúng ta bây giờ khi mà mua một chiếc máy robot hút bụi có nong nhà thì thường chúng ta đều chọn những cái máy robot hút bụi mà làm sạch bụi rất tốt và nong nhà cũng rất là tốt, thì những cái máy đấy có thể gọi là máy hút bụi nong nhà 2-in-1 được. Thì chẳng hạn như trên tay của mình đang là chiếc máy hút bụi EcoVap Osmo 950, và thực tế mặc dù là về bản chất thì đây là một chiếc máy hút bụi kèm nong nhà, nhưng nó đã đạt được đến cái trình độ là vừa hút bụi vừa nong nhà được, và nó mang lại rất là nhiều cái tiện lợi. Khi mà các bạn sử dụng cái máy robot hút bụi có hai chức năng này thì chúng ta sẽ có ba cái cơ chế làm sạch khác nhau. Ví dụ bạn có thể cho máy chỉ có hút bụi, lúc này thì bạn chỉ cần bỏ cái két nước ra, và lúc này thì máy sẽ trở thành một cái máy hút bụi như một cái máy hút bụi chuyên nghiệp. Và bây giờ các bạn có thể chọn cái cơ chế làm sạch thứ hai nữa là vừa hút vừa lau, thì chúng ta sẽ đổ nước vào cái két nước và chúng ta sẽ nắp cái tấm lau vào trên thân máy. Và bây giờ thì cái máy này khi mà chúng ta cho hoạt động thì nó sẽ trở thành cái máy mà vừa hút vừa lau trên cùng một chế độ. Và tại sao nó có thể vừa hút vừa lau được, thì với như EcoVap thì nó có một cái công nghệ gọi là Osmo Technology. Thì cái công nghệ Osmo Mopping Technology này thì sẽ cho phép mà cái máy này nó lau và nó sẽ hiểu được sàn của mình để nó đưa ra cái mức điều tiết nước, và nó sẽ thay đổi được cái mức điều chỉnh của cái bánh xe này để nâng cái lực ép của cái khăn lau này lên cái sàn, dựa vào cái cảm biến sàn này. Cho nên là ở cái công nghệ này nó cũng sẽ làm cho một cái máy robot hút bụi mà có kèm lau nhà sẽ hoạt động gần tương đương được với một cái máy robot chuyên lau nhà. Tất nhiên thì nó sẽ không thể giống 100% được, thậm chí ở một cái phiên bản mới hơn và cao hơn nữa, đấy là cái phiên bản T8 AEVI, thì còn được trang bị một cái công nghệ cực kỳ mới là công nghệ nong rung. Với cái tần số rung là 240 lần trên một phút thì sẽ làm cho những cái phần bụi bẩn ở phía dưới này nó sẽ được đánh bật lên, và cái
cái công năng và cái hiệu năng của nó sẽ theo mình nhận xét là có thể là ngang ngửa được với một cái chiếc máy lau nhà được. Rồi tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta sử dụng một chiếc máy robot hút bụi có kèm lau nhà thì rất là tiện. Chúng ta có thể là nếu mà nhà chúng ta mà khá là sạch thì chúng ta có thể sử dụng luôn được cái chế độ này, vừa hút vừa lau trên cùng một lúc. Còn nếu như mà sàn nhà của chúng ta không sạch lắm thì chúng ta có thể sử dụng theo cách của một cái giải pháp là một máy robot hút bụi riêng và một máy lau nhà riêng, bằng cách là cho robot hút bụi đi lau trước, sau đó thì mình sẽ chuyển sang chế độ lau để cho robot hút bụi lau nhà chỉ có đi lau không thôi. Thì đây là những cái điểm mới mà nhiều người vẫn nghĩ rằng là một cái chiếc máy robot hút bụi kèm lau nhà không làm được như một chiếc máy robot hút bụi có lau nhà. Thì thực tế chiếc máy robot hút bụi lau nhà bây giờ có những cái hãng như là Ecovac hay là Xiaomi, thì những cái sản phẩm này nó đều được trang bị những cái công nghệ rất là tối tân và hiện đại, nó giúp cho cái việc mà hút và lau trở nên hoàn hảo hơn. Thì có rất là nhiều người cũng sẽ chọn một cái giải pháp thứ ba, đấy là chỉ dùng một cái máy thu hút bụi và không dùng lau. Thì theo mình đấy cũng là một giải pháp tốt, vì thực tế thì cái việc lau nhà nếu mà máy móc lau thì nó cũng chưa thể 100% nó thay thế con người được, vì có những cái chỗ mà cần kỳ cọ kỹ lưỡng hơn thì chúng ta sẽ chỉ có con người mới làm được. Thì cái giải pháp mà sử dụng một cái chiếc máy dùng hút bụi chỉ có hút bụi thì nó sẽ chuyên sâu hơn, nhưng mà tất nhiên rồi, máy móc là để giải phóng sức lao động, cho nên là khi mà sử dụng một chiếc máy robot hút bụi chỉ có hút bụi thì chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc đến việc là có thể chúng ta phải mua thêm một chiếc máy có lau nhà hay không, và có thể là sẽ phát sinh cái nhu cầu sau đấy. Thì khi mà các bạn mua một chiếc máy robot hút bụi thì chúng ta cũng sẽ nên cân nhắc đến cái việc là lựa chọn ban đầu là nên mua cái máy mà chỉ hút bụi hay là mua luôn cả cái máy có cả lau nhà, hay là mua cái máy robot mà chỉ có hút bụi trước rồi sau đấy thì mua cái máy thêm cái máy lau nhà sau. Thì trong rất là nhiều những cái lựa chọn đấy thì nó sẽ tùy thuộc, như từ đầu video đến bây giờ mình phân tích, nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn sử dụng của mình. Ví dụ như là mình muốn là mình tự lau nhà và để cho robot hút bụi thì chúng ta sẽ nên mua một cái máy mà chỉ có hút bụi không thôi, thì nó sẽ đảm bảo được những yêu cầu quan trọng hơn như là độ bền và sự chuyên sâu của cái việc hút. Còn chúng ta muốn nó sạch kỹ hơn thì chúng ta sẽ dùng một cái máy chuyên hút và một máy chuyên lau. Còn chúng ta muốn tiện lợi hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc máy mà có cả hút cả lau. Còn trong video này thì mình chỉ làm rõ cái việc mà phân biệt giữa một cái máy mà chuyên hút và một cái máy chuyên lau, nó khác với một cái máy có cả hút cả lau ở cái điểm gì là chính, cũng như là cái lựa chọn sao cho nó hợp phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình. Thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây.